Chào mừng mọi người đến với kênh Tin Tức Nóng ngày hôm nay. Kính chúc cả nhà có một ngày thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình. Sau đây là một số tin tức trong ngày hôm nay. Mối lo khiến Mỹ muốn cấm TikTok. Mối lo về bảo mật dữ liệu và thông tin người dùng TikTok đang gia tăng tại Mỹ, buộc chính phủ nước này phải hành động với mạng xã hội này. Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm 1 tháng 3 thông qua dự luật cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden cấm TikTok và các ứng dụng đe dọa an ninh quốc gia. Dự luật không nêu cụ thể cách triển khai, nhưng người đứng đầu Nhà Trắng có thể cấm mọi giao dịch với TikTok, đồng nghĩa người dùng tại Mỹ không thể tiếp cận hoặc tải ứng dụng về điện thoại. Mỹ hiện có khoảng 100 triệu người dùng TikTok. Trước đó 2 ngày, Nhà Trắng đã ra lệnh cho tất cả nhân viên liên bang xóa TikTok, ứng dụng của công ty Biden, khỏi thiết bị di động do chính phủ cấp trong vòng 30 ngày. Một số thống đốc bang còn muốn ứng dụng này bị cấm trên toàn nước Mỹ. Vậy mối đe dọa từ TikTok nghiêm trọng đến đâu, và người dân Mỹ có thực sự cần lo lắng về nó hay không? Một số chính trị gia Mỹ bày tỏ lo ngại về các nội dung lưu hành trên TikTok và liệu chúng có gây hại cho sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên Mỹ hay không. Theo trung tâm nghiên cứu Pew, khoảng 2 trên 3 thanh thiếu niên Mỹ đang sử dụng TikTok. Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Chống thù ghét kỹ thuật số, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Washington cho biết, trong một báo cáo hồi cuối năm ngoái hay nội dung về chứng rối loạn ăn uống, trên nền tảng này đã thu hút 13,2 tỷ lượt xem. Dù vậy, mối bận tâm chính của giới chức Mỹ khi cấm TikTok là về vấn đề bảo mật dữ liệu. Họ đặc biệt cảnh giác trước nguy cơ thông tin người dùng có thể lọt vào tay chính phủ Trung Quốc. Đến nay, Quốc hội, Nhà Trắng, quân đội và hơn một nửa số bang Mỹ đã cấm TikTok vì lo ngại rằng công ty mẹ của nó, Biden, sẽ cung cấp dữ liệu người dùng như lịch sử duyệt web và vị trí cho chính phủ Trung Quốc hoặc quảng bá những thông tin có lợi cho Bắc Kinh. Cả Cục Điều tra Liên bang, FBI Mỹ và Ủy ban Truyền thông Liên bang đã cảnh báo rằng Biden có thể chia sẻ dữ liệu người dùng TikTok với chính phủ Trung Quốc. Một đạo luật được Trung Quốc áp dụng từ năm 2017 yêu cầu các công ty phải cung cấp cho chính phủ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến an ninh quốc gia. Chưa có bằng chứng nào cho thấy TikTok đã chuyển những thông tin như vậy cho chính phủ. Song giới chuyên gia cho rằng lượng dữ liệu người dùng mà ứng dụng này thu thập là vô cùng lớn, nên hoài nghi được đưa ra là hoàn toàn có cơ sở. Nhiều người cảm thấy bất an sau sự việc hồi tháng 12 năm ngoái, khi Biden thông báo sa thải 4 nhân viên đã truy cập dữ liệu của hai nhà báo, của BuzzFeed News và Financial Times, trong lúc cố truy tìm nguồn gốc một báo cáo bị rò rỉ liên quan tới công ty. Người phát ngôn TikTok Ruth Oberwetter nhấn mạnh đây là hành vi lạm dụng nghiêm trọng quyền hạn của nhân viên. Theo Aneko Kass, giáo sư nghiên cứu truyền thông, hiện là giám đốc trung tâm Đông Á tại Đại học Virginia, Mỹ, TikTok có thể mang đến lợi thế lớn cho các công ty Trung Quốc nếu họ tiếp cận được thông tin người dùng mà nền tảng này thu thập. Có những lo ngại đáng kể về an ninh quốc gia liên quan đến các công ty Trung Quốc đang thu thập dữ liệu ở Mỹ và họ có thể làm gì với chúng, bà nói. Điểm mấu chốt là Trung Quốc đã thể hiện khá rõ rằng họ đang cố gắng tận dụng triệt để những công nghệ mang lại lợi ích cho họ. Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Lisa Monaco phát biểu hồi đầu tháng. Đây là lý do khiến chúng ta phải cảnh giác. Ngoài ra, một số quan chức Mỹ còn đưa ra cảnh báo rằng chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để truyền bá thông tin tác động đến nền chính trị và các cuộc bầu cử Mỹ. Nhiều người không khỏi quan ngại về việc các thuật toán TikTok thiếu tính minh bạch, cũng như nguy cơ phát tán thông tin không đúng sự thật, giáo sư Kokas lưu ý. Hồi năm 2020, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã tìm cách buộc Biden bán bớt tài sản tại Mỹ và ngăn TikTok xuất hiện trên gian hàng ứng dụng. Các tòa án Mỹ sau đó chặn nỗ lực của ông và Tổng thống Joe Biden cũng hủy sắc lệnh của người tiền nhiệm, nhưng yêu cầu nghiên cứu sâu hơn vấn đề. Kế hoạch bán tài sản của TikTok tại Mỹ cũng được hoãn lại. Với những lo ngại về bảo mật, dự luật trao quyền cho Tổng thống Biden cấm TikTok và các ứng dụng đe dọa an ninh quốc gia nhận được ủng hộ từ nhiều nghị sĩ Mỹ, song lại bị các tổ chức tự do dân sự phản đối. Trong bức thư gửi hôm 27 tháng 2 tới các nghị sĩ Cộng hòa đề xuất dự luật, Liên minh quyền tự do dân sự Mỹ cho rằng lệnh cấm TikTok trên toàn quốc sẽ là vi hiến, có thể dẫn đến việc cấm nhiều doanh nghiệp cũng như ứng dụng khác. TikTok cho biết trong một bài đăng trên blog hồi tháng 6 năm ngoái rằng họ sẽ định tuyến tất cả dữ liệu người dùng Mỹ đến các máy chủ của Oracle, công ty ở thung lũng Silicon mà họ đã chọn làm đối tác công nghệ tại Mỹ vào năm 2020 trong nỗ lực tránh lệnh cấm trên toàn quốc. Nhưng TikTok đang lưu trữ bản sao dữ liệu trong các máy chủ của mình ở Mỹ và Singapore. Biden cho hay họ dự kiến xóa dữ liệu người dùng Mỹ khỏi máy chủ, nhưng không cung cấp mốc thời gian cụ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định lượng thông tin TikTok thu thập có thể không khác biệt nhiều so với những mạng xã hội phổ biến khác. Trong một phân tích công bố vào năm 2021, Citizen Lab, tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Đại học Toronto, Canada, lưu ý rằng TikTok và Facebook thu thập lượng dữ liệu người dùng tương tự nhau, trong đó gồm những thông tin có thể được sử dụng để theo dõi và phân tích hành vi người dùng. Chúng đều là những thông tin giá trị đối với các nhà quảng cáo.
Nếu bạn không cảm thấy thoải mái với mức độ thu thập và chia sẻ dữ liệu như vậy, bạn nên tránh dùng ứng dụng báo cáo từ Citizen Lab có đoạn. Theo Alvin Greer, giám đốc nhóm vận động phi lợi nhuận Fight for Your Future, mặc dù có khả năng chính phủ Trung Quốc tiếp cận thông tin người dùng Mỹ qua TikTok, điều đáng lo ngại không kém là chính phủ Mỹ và nhiều nước khác cũng có thể tiếp cận và khai thác dữ liệu được thu thập bởi mọi công ty công nghệ khác đặt trụ sở tại Mỹ. Nếu các nhà hoạch định chính sách muốn bảo vệ người Mỹ khỏi bị giám sát, họ nên ủng hộ luật về quyền riêng tư cơ bản, cấm tất cả công ty công nghệ thu thập quá nhiều dữ liệu nhạy cảm về chúng ta ngay từ đầu, thay vì thực hiện những hành động mang tính bài ngoại mà không có tác dụng bảo vệ bất cứ ai, Greer nói. TikTok trong khi đó bày tỏ hoài nghi về lệnh cấm, nói rằng họ không có cơ hội giải thích các thắc mắc của giới chức Mỹ. Các lệnh cấm mang màu sắc chính trị nhiều hơn, Albert Wester, phát ngôn viên TikTok, tuyên bố. Philippines tuyên bố phát hiện hơn 40 tàu Trung Quốc gần đảo Thị Tứ. Cảnh sát biển Philippines thông báo phát hiện ít nhất 42 tàu Trung Quốc, được cho là tàu dừng quân biển, xuất hiện gần đảo Thị Tứ trên Biển Đông. Trong tuyên bố ngày 4 tháng 3, cảnh sát biển Philippines PCG cho biết số tàu nghi là của dừng quân biển Trung Quốc này neo đậu cách đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 4,5 đến 8 hải lý. PCG không nói rõ những tàu này xuất hiện từ thời điểm nào. Philippines đang kiểm soát và bố trí lực lượng đồn trú trái phép tại đảo Thị Tứ, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nước này cũng xây dựng trái phép một đường băng trên đảo Thị Tứ từ thập niên 1970. PCG thêm rằng tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu CCG-5203 và một tàu hải quân cũng xuất hiện ở khu vực cách đảo Thị Tứ 4 đến 8 hải lý. Các tàu được cho là thuộc dân quân biển Trung Quốc chia thành hai nhóm lớn, một nhóm gồm 14 tàu thả neo gần khu vực đá Hoài Ân, cách đảo Thị Tứ khoảng 4 hải lý về phía Tây, và một nhóm 28 tàu tập trung gần đá Cái Vung, đều thuộc quần đảo Trường Sa. Philippines tuyên bố sẽ duy trì hoạt động trong khu vực, bất chấp hiện diện của nhóm tàu Trung Quốc, đồng thời kêu gọi người dân nước này chủ động trình báo về mọi sự cố va chạm với tàu nước ngoài trong vùng biển. Trung Quốc chưa bình luận về thông tin do cảnh sát biển Philippines đưa ra. Philippines hồi năm 2020 phân bổ 1,3 tỷ peso, 26 triệu USD, để xây dựng và cải tạo công trình trên đảo Thị Tứ, trong đó có dự án bê tông hóa đường băng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam từng nhiều lần tuyên bố Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Đội tàu có thể đưa dầu Nga đi khắp thế giới. Dầu Nga vẫn tìm được đường đến tay khách hàng khắp thế giới bằng đội tàu, mà ngay cả các chuyên gia giám sát đôi khi cũng mất dấu chúng. Các chuyên gia trong ngành dầu mỏ quốc tế ước tính khoảng 600 tàu vận tải, tương đương 10% tổng số tàu chở dầu lớn trên toàn cầu, đang âm thầm vận chuyển dầu Nga khắp các vùng biển trên thế giới, và con số này đang tiếp tục tăng. Khi giao dịch dầu Nga dần trở nên phức tạp hơn, trong năm qua do các lệnh hạn chế của phương Tây, nhiều công ty vận tải biển đã ngừng làm ăn với Moscow. Nhưng những công ty mới, ít người biết đến, lại lao vào cuộc để lắp chỗ trống. Một số công ty mua lại tàu dầu cũ từ châu Âu, trong khi số khác tìm cách khai thác những con tàu cũ kỹ, sắp hết khấu hao và chỉ chờ ngày bị chuyển đến bãi phế liệu. Vai trò của đội tàu này ngày càng trở nên quan trọng khi Moscow tìm cách ngừng hợp tác với các chủ tàu phương Tây trong bối cảnh dầu mỏ và các sản phẩm tinh chế của Nga bị cấm vận chuyển bằng đường biển đến châu Âu. Nga đã chuyển hướng hợp tác dầu mỏ với Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng quá trình giao hàng cho bên mua ở xa hơn đòi hỏi cần có thêm tàu. Đồng thời các chủ tàu này phải sẵn sàng đối mặt rắc rối và rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là sau khi nhóm G7 áp giá trần dầu Nga. Việc đội tàu mới vận chuyển dầu Nga được mở rộng phản ánh những thay đổi đáng kể trong thị trường dầu mỏ toàn cầu bắt nguồn từ xung đột Nga-Ukraine. Trong nỗ lực duy trì hoạt động, Nga, nhà xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới, đã định hình lại mô hình giao dịch cũ và chia hệ thống vận chuyển dầu mỏ thành hai phần. Một đội tàu không tiếp nhận bất kỳ sản phẩm nào của Nga, đội còn lại hầu như chỉ hợp tác với Nga. Richard Matthews, trưởng phòng nghiên cứu tại công ty môi giới tàu biển EA Gibson, cho hay, khi châu Âu quay lưng với năng lượng Nga, những người mua ở châu Á lập tức thế chỗ. Trung Quốc đã tăng nhập khẩu dầu Nga lên mức trung bình 1,9 triệu thùng trên ngày vào năm ngoái, tăng 19% so với năm 2021, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Ấn Độ thậm chí còn tăng mua dầu Nga mạnh mẽ hơn, với mức tăng 800%, lên trung bình 900.000 thùng trên ngày. Theo Kapler, công ty phân tích và thu thập dữ liệu xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc và Ấn Độ đều đạt mức cao kỷ lục trong tháng 1, sau khi lệnh cấm vận chuyển dầu Nga bằng đường biển do châu Âu tung ra có hiệu lực. Xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ, khách hàng hàng đầu khác mua dầu Nga, cũng tiếp tục tăng. Muốn hoàn thành các đơn hàng này cần đến những đội tàu lớn, trong khi đội tàu Nga không đủ đáp ứng nhu cầu. Đây là lúc đội tàu mới xuất hiện. Matthew Wright, chuyên gia phân tích hàng hóa cấp cao tại Kapler, chia các tàu vận chuyển dầu Nga thành hai loại, tàu xám và tàu tối. Tàu xám là những tàu được chủ sở hữu ở châu Âu bán lại cho các công ty tại Trung Đông
và châu Á kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các công ty mua lại tàu xám thường chưa từng tham gia thị trường vận chuyển dầu qua đường biển. Trong khi đó, tàu tối là các phương tiện từng chuyển dầu cho Iran và Venezuela nhằm tránh lệnh trừng phạt từ phương Tây, gần đây chuyển sang chở dầu thô Nga. Có một số bằng chứng cho thấy chúng thường che giấu hoạt động của mình bằng cách tắt bộ phát đáp AES, Rai nói về những con tàu tối. AES là hệ thống giúp định danh và định vị các con tàu di chuyển trên biển, nên hành động tắt thiết bị này khiến các chuyên gia giám sát bị mất dấu con tàu trên biển. Mặc dù các nước phương Tây đã cấm hầu hết hoạt động nhập khẩu dầu Nga qua đường biển, không có bất kỳ quy tắc nào ngăn tàu phương Tây giao hàng cho bên mua như Trung Quốc, Ấn Độ hoặc được cung cấp dịch vụ bảo hiểm, miễn là họ tuân thủ mức giá trần của G7. Theo Kapler, tàu xám có nguồn gốc từ châu Âu chiếm 36% giao dịch dầu thô Nga trong tháng 1. Nhưng rủi ro pháp lý, cũng như nguy cơ hứng hậu quả của việc không tuân thủ giá trần với những chủ tàu này là rất lớn. Mặt khác, Nga cũng muốn dần tách khỏi các chủ tàu phương Tây. Điều này tạo điều kiện cho nhóm tàu tối tham gia cuộc chơi. Nhóm tàu tối đang vận chuyển dầu của Venezuela và Iran trên toàn cầu là thứ mà tất cả chúng ta đều nghĩ sẽ xuất hiện nhiều hơn và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Jan Ivesa, nhà phân tích cấp cao tại công ty tư vấn năng lượng Restart Energy, trụ sở tại Na Uy, bình luận. Một lý do dẫn tới xu hướng này là quãng đường vận chuyển dầu Nga tới Trung Quốc hay Ấn Độ dài hơn so với chuyển hàng đến những quốc gia châu Âu như Phần Lan. Vì thế, thời gian chuyển hàng sẽ lâu hơn. Theo EA Gibson, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở châu Á, Nga cần năng lực vận chuyển dầu thô gấp 4 lần so với trước chiến sự. Kết quả là đội tàu tối bổ sung khoảng 25-35 tàu mới mỗi tháng, theo một giám đốc điều hành cấp cao trong lĩnh vực kinh doanh dầu mỏ. Tổ chức phi chính phủ Global Witness ước tính 1/4 số thương vụ bán tàu chở dầu từ cuối tháng 2 năm 2022 đến tháng 1 năm nay liên quan đến những bên mua không xác định, gần gấp đôi so với năm trước. Nhu cầu có thể tăng trong những tháng tới nếu Trung Quốc cần thêm năng lượng để phục hồi kinh tế. Nếu lượng tàu được sử dụng để vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ và dầu thô Nga tăng lên, điều này sẽ làm giảm công suất hoạt động của đội tàu thế giới, đồng thời làm tăng chi phí cho tất cả nhà kinh doanh dầu mỏ, theo giới phân tích. Hoạt động của thị trường tàu chở dầu đang ngày càng trở nên kém hiệu quả, chuyên gia Rai từ Kapler nhận xét. Giới chuyên gia cho rằng đội tàu tối có thể giúp Nga né tránh hiệu quả các lệnh trừng phạt hoặc bán dầu trên mức giá trần. Nó cũng khiến việc xác định các thùng dầu Nga đang được bán với giá bao nhiêu trở nên khó khăn hơn. Cuối tuần trước, Liên minh châu Âu EU đã áp lệnh trừng phạt với Sunship Management, công ty con của Sovcomflot, đơn vị vận tải biển lớn nhất Nga. EU cho biết Sunship Management có trụ sở tại Dubai đã đăng ký cách đây 10 năm, hoạt động như một trong những đầu mối chủ chốt quản lý, điều hành hoạt động vận chuyển dầu trên biển của Nga, và Moscow là bên hưởng lợi cuối cùng từ hoạt động kinh doanh của họ. Với hoạt động gia tăng của đội tàu tối, lo ngại về mức độ an toàn của hoạt động vận tải biển cũng tăng lên. Theo các chuyên gia trong ngành, trong đội tàu tối, có nhiều phương tiện trên 15 năm tuổi, gần như đã hết khấu hao hoạt động. Những con tàu cũ này có thể không được bảo dưỡng theo tiêu chuẩn phù hợp. Nguy cơ xảy ra tràn dầu hay tai nạn nghiêm trọng đang tăng từng ngày. Khi quy mô đội tàu này tăng lên, chuyên gia Matthews từ EA Gibson cảnh báo. Cả nhà hãy like, chia sẻ và đăng ký để nhận được thông báo khi kênh ra nội dung mới nhé. Những lượt thích, chia sẻ và đăng ký là động lực giúp kênh có nhiều video hay gửi đến cả nhà. Triều Tiên kêu gọi Liên Hiệp Quốc ngăn Mỹ, hàng tập trận chung. Bộ Ngoại giao Triều Tiên kêu gọi Liên Hiệp Quốc yêu cầu Mỹ hàng ngừng các cuộc tập trận quân sự chung đang khiến căng thẳng leo thang rất nguy hiểm. Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế cần thúc giục mạnh mẽ Seoul và Washington dừng lập tức các phát ngôn khiêu khích và các cuộc tập trận quân sự chung, hãng thông tấn KCNA hôm nay đăng tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Kim Gon-yong. Theo ông Kim Gon-yong, các cuộc tập trận và tuyên bố của hai nước này đã đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên mức cực kỳ nguy hiểm. Tiếc là Liên Hiệp Quốc đã liên tục im lặng trước các cuộc tập trận có bản chất gây hấn rõ ràng, ông nói. Mỹ, Hàn Quốc và Liên Hiệp Quốc chưa bình luận về phát biểu của ông Kim Gon-yong. Bình Nhưỡng đưa ra tuyên bố sau khi lực lượng Mỹ, Hàn Quốc ngày 3 tháng 3 thông báo sẽ tiến hành đợt tập trận chung quy mô lớn mang tên Lá chắn tự do, kéo dài từ ngày 13 đến 23 tháng 3. Triều Tiên coi đây là hành động diễn tập cho xâm lược, trong khi Seoul và Washington cho biết đợt tập trận nhằm củng cố năng lực phòng thủ, ứng phó mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc USFK, Isaac Taylor nói các cuộc tập trận diễn ra thường kỳ và hoàn toàn mang tính chất phòng thủ. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ, Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy liên minh này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Nước này cảnh báo Mỹ-Hàn sẽ đối mặt sự đáp trả mạnh chưa từng thấy nếu họ tiến hành các cuộc tập trận chung năm nay. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo những hành động vô trách nhiệm của Mỹ, Hàn
hàng sẽ chỉ đẩy tình hình khu vực đến một giai đoạn rất nghiêm trọng và mất kiểm soát. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của kênh. Mọi người hãy giúp kênh bằng cách nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký để giúp kênh có thêm động lực làm nhiều clip hay hơn nha. Trên đây là một vài video của kênh. Cả nhà hãy nhấp vào xem để ủng hộ cho kênh nhé. Tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà vào bản tin ngày mai. Tạm biệt cả nhà.